anh mình sẽ đi khám phá công viên tên là Tyrrell ở thành phố Belmont, Texas, Mỹ. Khu vực công viên này cách thành phố lớn Houston tầm 1.5 tiếng. Vùng đầm lầy rất có nhiều chim chóc. Còn nói về cá sấu, ở đây là vô tư luôn. Tiểu bàng họ cấm săn bắt để mà làm cho cá sấu nó phát triển thiệt là nhiều, không bị diệt chủng. Công viên có cái tháp trời để mà ngắm cảnh, thật là đẹp. Gia đình anh Mỹ đang điều khiển flycam. Hồi xưa mình thả diều, còn bây giờ người ta thả drone. Đúng là xã hội công nghệ phát triển. Góc nhìn đẹp từ trên xuống của flycam thiệt là thỏa mãn lòng người. Rừng thông, rừng ôn đới, đầm lầy và con người nhịp nhàng đi dạo để mà hưởng những cái nắng nhẹ nhẹ của mùa đông. Nhìn cái tháp canh đẹp mà tưởng tượng mình đang chơi game thời đại đế chế. Thank you.
đôi lứa hòa quyện trong tình yêu thiên nhiên thiệt là tuyệt vời các bạn ạ. Cầu chúc cho hai bạn mãi mãi bên nhau trăm năm hạnh phúc. Hãy bấm like và subscribe để chia sẻ và chúc phúc cho đôi bạn trẻ các bạn ạ. Phía sau cánh truyền thông là cảnh những bạn trẻ đang học cưỡi ngựa bắn cung. Nhìn rừng thông mà tâm hồn miên mát, nhớ về Đà Lạt quê hương. Chim mà còn có đôi có cặp, người xa người tội lắm ai ơi.
hạnh phúc còn gì bằng cuối tuần gia đình tụ họp xung quầy vui chơi bên nhau ở công viên. Đầm lầy này rất là lớn, khu viên đi dạo tới 20-30 km đi mỏi chân luôn á. Ở đây rất là nhiều chim chóc và cá sấu. Nhớ bấm like, chia sẻ video của kênh Cư Đầu Tư. Cảm ơn và hẹn các bạn ở video lần sau.